Công ty Bình Minh chúng tôi xin gửi lời chào tới toàn thể bà con nằm trong danh mục các loại máy ép cám viên của công ty Bình Minh. Máy ép cám viên trục đứng S150 được biết đến là dòng máy phổ biến nhất với những tính năng phù hợp với các hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu với bà con đôi nét về cấu tạo cũng như nguyên lý vận hành của máy ép cám viên trục đứng S150. Máy ép cám viên trục đứng S150 là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp bà con giảm bớt chi phí nhân công, tiết kiệm được thời gian, hơn nữa lại tăng năng suất trong việc tự sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm. Máy ép cám viên S150 sử dụng động cơ 3kW hoặc 3,5kW của toàn phát, 100% lõi đồng, nguồn điện sử dụng 220V một pha với tính năng nghiền, trộn và ép ra viên cám trong cùng một quá trình. Tốc độ ra cám đạt năng suất từ 80-120 cân một giờ. Nguyên liệu máy có thể ép bao gồm đa dạng các loại thức ăn có sẵn trong gia đình hoặc địa phương như ngô hạt, lúa, rau bèo, tôm, cua, cá, ốc, thậm chí cả những phụ phẩm như bã bia, bã lạc, bã đậu đều có thể tận dụng được. Lưu ý với bà con, độ ẩm nguyên liệu để ép ra yêu cầu phải đạt từ 10-20%. Các loại máy ép cám viên trục đứng nói chung và máy S150 nói riêng đều được cấu tạo bởi một trục đứng, một bộ lô ép, mặt sàng, dao cắt và thân máy. Máy S150 được vận hành theo kiểu mặt sàng chuyển động theo trục và quả lô đứng im. Trong quá trình ép, máy sẽ sinh nhiệt, do vậy viên cám cũng đã gần khô rồi. Bà con có thể cho vật nuôi sử dụng ngay hoặc hôm qua để bảo quản, tích trữ cho vật nuôi ăn dần. Máy S150 được trang bị một mặt sàng đi theo máy, có thể là 3 ly, 4 ly hoặc 5 ly, giúp cho bà con có thể lựa chọn kích thước viên cám phù hợp với từng loại vật nuôi cũng như từng thời kỳ tăng trưởng khác nhau. Là công ty trực tiếp sản xuất tại xưởng không qua trung gian, công ty Bình Minh chúng tôi xin cam kết về chất lượng sản phẩm và giá thành. Mua máy tại công ty, bà con sẽ được hưởng đầy đủ chính sách bảo hành, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và tư vấn sản phẩm nhiệt tình nhất, tận tâm. Bà con cũng có thể trực tiếp đến công ty xem máy, mua hàng và thử máy ở tại công ty. Đối với khách hàng ở xa, công ty sẽ giao hàng trên toàn quốc qua đường bưu điện hoặc qua các tuyến xe khách. Công ty Bình Minh có trụ sở tại 281 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Mọi thắc mắc về sản phẩm và hình thức mua hàng, vui lòng liên hệ qua hotline 0911 754422, 0946 249955. Cảm ơn bà con đã lắng nghe. Chúc bà con mạnh khỏe, thành công. Xin cảm ơn.